Đây là con đường Kinh Dương Vương hướng ra xa cảng miền Tây. Nơi đây có kiểu làm đường có 102 trên thế giới, đó là để con đường không bị ngập nước khi mưa. Người ta nâng cao đường và xây những bức tường cao hơn 1 mét, đánh dấu cao độ mới của đường sau khi công trình hoàn thành. Nhiều người dân nói rằng nhà cầm quyền mang gạch đến xây các bức tường trước nhà, trước cửa hàng đang buôn bán của người dân, chỉ chừa lại lối ra vào. Chủ đầu tư thì nói rằng việc xây tường này là theo phê duyệt của ông Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Người dân không dám phản ứng và chỉ nhận trả lời cho SBTN với điều kiện không xuất hiện khuôn mặt và tên tuổi. Thì nó cản trở đủ thứ hết đó, nào là làm đường bụi bặm này kia, hơn nữa cái nó cao quá mình mua bán cũng không được nữa, nó thấp chủng nó dưới à. Rồi hàng ngày tôi muốn đi ra đi vô thì phải bắt ghế leo lên, chung ra chung vô. Ngoài đường có thể nhìn thấy những hố ga dựng sẵn cao mấp mé đầu người, đó là độ cao mặt đường tương lai. Có nằm mơ những cư dân ở đây cũng không hình dung nổi tại sao họ lại lâm vào tình cảnh này. Và chắc hẳn không ai tin nổi những hình ảnh này là ở Sài Gòn, một thành phố lớn nhất nước. Chuyện xây tường chắn nhà dân như vậy, nếu tính cả số dân của 44 tuyến đường thông ra con đường này, con số nhà dân chịu cảnh sống hầm có lẽ lên đến hàng ngàn. Trong nhà thì nó bằng cái quầy mấy mặt đường, mà cái đường bây giờ nó nâng lên cao quá, nó cao kính ra trong nhà thì phải nâng lên 1 mét mấy, nếu mà trong nhà không nâng thì cũng không có làm ăn gì được hết. Cư dân trên đường Kinh Dương Vương mới tạm tính sơ chi phí lắp đặt ao hồ nhà mình đã thấy mất ít nhất từ vài trăm triệu đồng, và những tầng trệt mặt tiền là nơi kiếm sống lâu nay sẽ còn làm được gì khi nó thấp lè tè, thậm chí chui không lọt. Không thể chấp nhận giải pháp chống ngập nhà dân theo cách bắt họ phải trả giá bằng nỗi khốn khổ và sự thiệt hại như những gì cư dân hai bên đường Kinh Dương Vương đang gánh chịu trong những ngày này. Chúng tôi tường trình cho SBTN từ Sài Gòn.